Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh của mình là Sóc đây. Thì video ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh em cách để nhặt toàn bộ 110 Thảo Thần Đồng của Sumeru phiên bản 3.0 ha. Thì để có thể hoàn thành được cái quá trình này mà không gặp quá nhiều trở ngại thì mình khuyên anh em nên hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ ma thần phiên bản 3.0 cộng với đó là nhiệm vụ chuỗi nhiệm vụ Aranyaka và lấy đủ 5 tích săn trong quyển sổ nhật ký mạo hiểm rừng sâu ha. Thì những cái video về hoàn thành đó thì mình đều đã làm hết và đã đăng lên trên kênh của mình rồi. Các bạn có thể theo dõi đó ha. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu ngay thôi nào. Rồi, các bạn sẽ dịch chuyển đến cái thiết thiên thần tượng ở gần đây ha. Thì mình vô tình tìm được nó khi mình đang làm nhiệm vụ Aranyaka. Thì nó, các bạn đi theo mình ha. Nó sẽ nằm ở ngay cái góc này thôi. Đây, khi các bạn bay xuống dưới thì các bạn sẽ thấy được nó nằm ở, theo mình nhớ không nhầm, là ngay trước cửa hàng. Đó, chính là cái cửa hàng đó. Vì ban đầu mình không định nhặt hết đâu, nhưng mà kiểu như mình mở ra rồi, xong rồi mình đã cố né nhưng mà mình vẫn chạm vào ấy, nên bắt buộc sẽ phải lấy thôi ha. Ok, đó là cái đầu tiên của chúng ta. Tiếp theo nè, ok, với cái thứ hai này thì mình cũng nhặt được nó trong khi mình giao tiếp với các Aranyaka ở khu vực Aranaya ha. Aranyaka như thế, cái tên rất là khó nhớ. Mình làm nhiệm vụ này thật sự mình không nhớ được tên của các cái NPC này, mà tóm lại là vị trí này nó cũng rất là dễ tìm thôi. Đó, thì nó nằm ở ngay gần cái thất thiên thần tượng ở khu vực Aranyaka đó, thì chỉ có một thất thiên thần tượng thôi. Lúc này mình còn chưa mở hết toàn bộ điểm dịch chuyển của Sumeru đâu. Đó, nó nằm ở trên đỉnh đó, các bạn có thể bay lên và lấy được nó. Nên mình bật map lên cho các bạn xem nó ở đâu ha. Đấy, chính là khu vực này. Ok, chúng ta đến cái tiếp theo đã. Đây thì đầu tiên là các bạn dịch chuyển cho mình đến hang chắc Karam gì đấy ha. Thì cái vị trí này thì mình đã nhặt từ trước đó rồi, nên là bây giờ khi mà mình quay trở lại thì sẽ không còn nó ở đó nữa. Nhưng mà mình đang chỉ cho các bạn cái đường để đi vào trong đó ha. Thì khi mà các bạn làm nhiệm vụ Aranyaka thì chắc hẳn các bạn đã bắt gặp rồi. Lúc mà mình đi vào trong cái hang này thì thực sự mình cũng hơi bị mất phương hướng ở lúc đầu. Đây thì đầu tiên mình sẽ gặp mấy con nấm này, nấm quỷ này. Chúng ta sẽ xử nó trước ha. Sau đó tiếp tục tìm đường để đi sâu vào bên trong.
Ok, chính là chỗ này đây. Đấy, các bạn có thể thấy ba cái chấm xanh ở đó đó. Thì vốn dĩ ở chính giữa ba cái chấm xanh nó sẽ chính là cục Thảo Thần Đồng bị phong ấn ha. Đây, mình sẽ cho các bạn xem bức ảnh này. Ok, cái thứ tư thì chúng ta sẽ dịch chuyển ở làng Vinama ha. Đây, ở ngay vị trí này. Đi theo mình nào. Các bạn đu lên đó và chúng ta đã có thể lấy được cái thứ tư rồi ha. Ok, còn 106 cái nữa thôi. Ok, cái thứ năm chúng ta sẽ liệt chuyển sang thung lũng chính pháp ha. Có tín hiệu của nó rồi đó mọi người. Có vẻ như là nó nằm ở dưới chân cầu. Đây rồi. Ok, cái thứ 6 nào. Bạn dịch chuyển ở điểm này cho mình nha. Sau đó các bạn chạy thẳng xuống, bay một mặt xuống luôn. Ok, giờ là cái thứ 7. Các bạn dịch chuyển sang thất thiên thần tượng ở gần chỗ này. Nó nằm ở rìa bên tay trái á. Chỗ này yêu cầu bạn phải tự mò đến để mở ha. Các bạn đi theo mình. Nó sẽ nằm ở cái cây đằng đó ha. Ok, tiếp theo về số 8, các bạn dịch chuyển sang thất thiên thần tượng ở làng Gan Hava ha. Và sau đó các bạn đi theo mình. Cái số 9 thôi nào mọi người. Các bạn quay trở lại điểm dịch chuyển cũ ha. Và sau đó tiếp tục đi theo mình. Ok, tiếp theo các bạn vẫn là dịch chuyển về cái điểm cũ đó và tiếp tục bay theo hướng của mình ha.
Ok, cái thứ 11 các bạn à, tiếp tục à, đứng ở vị trí đó à. Sau đó các bạn lúc này mà bắt đầu bày. Nó gần quanh đó cả thôi. Ok, chúng ta đến với cái thứ 12 nè. Bạn dịch chuyển ra địa điểm gần đó ha. Ok, cái thứ 13. Cái này là cái khó lấy nhất trong tất cả đây, theo quan điểm của mình. Vì leo trèo rất là mệt mỏi á. Bạn đi theo mình nhé. Ok, cái số 14 thì các bạn vẫn đứng từ cái vị trí các bạn vừa mới nhặt được ha. Bạn bay theo mình. Ok, tiếp tục từ vị trí đó. Để mình xem nào. Ok, các bạn đi qua chỗ này, chúng ta sẽ bắt đầu nhặt vào khu vực bên này ha. Thank you.
vậy là được cái thứ 15. Tiếp theo đó sẽ là cái thứ 16. Xem thử. Chắc nó đâu đó quanh đây. Này các bạn bay xuống đây cùng mình ha. Đây, với cái con bay bay này thì các bạn sẽ dùng nhân vật hệ lôi đánh vào nó ha. Nó sẽ kích hoạt một cái hệ thống bay. Thì các bạn cứ thế bay lên thôi. Chúng ta có thể nhặt được cái thảo thần đồng ở trên đó. Đó, ở trên đó. Ok. Ok, cục số 17 nè. Các bạn vẫn đang bay đó nha. Các bạn sẽ bay đi hướng này. Chỗ này là mình đã giải từ trước đó rồi ha. Nên các bạn nào mà chưa giải thì xuống đây giải cũng đơn giản lắm, không phải khó khăn đâu. Ok, cục số 18. Các bạn dịch chuyển vị trí này giùm mình. Nằm vào trong cái hốc cây đó đó mọi người. Để làm, để lấy được nó thì mình buộc phải nắm cái con nấm này trước ha. Ok, tiếp theo nào.
Ok, tiếp theo nhá. Ok, chúng ta cùng đến với cái số 21 ha. Các bạn thì chuyển sang thất thiên thần tượng ở chỗ này. Ok, cái số 22 nhá. Nằm ở vị trí này này. Ok, cái số 23 nhé mọi người. Thank you.
trí đó bạn đã đặt ở chỗ này. Ok, chúng ta đến với cái số 25 ha. Vẫn tiếp tục từ vị trí đó, chúng ta bay về hướng này cho mình. Ok, cái số 26 nhé mọi người. Ok, cái số 27 nhé mọi người. Ok, tiếp theo là cái số 28 mọi người ha. Ok, tiếp theo nào mọi người. Cái chỗ này là nối tiếp của cái cục số 3 mà mình để ở đầu video á. Thì từ cái cục số 3 đó, các bạn di chuyển tiếp như thế này thì các bạn sẽ thấy được cái cục tiếp theo ha.
mà ban đầu mình không biết, mình bỏ đi luôn, nên là bây giờ mình quay trở lại đây. Các bạn muốn biết lối vào thì các bạn xem lại cái cắt nhạc cụ số 3 ha. Cục số 31 nha mọi người. Quay lại chỗ cũ này.
7 thôi. Ok, cộng thứ 38 nè. Ok, tiếp theo là cái số 39 nè. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái số 40 nha mọi người. Số 41 nha mọi người. Thank you.
này thì các bạn cần phải nhặt hết mấy bông hoa ngọt, tại vì nó là hoa lừa dối hay trang á. Sau khi các bạn đánh bại toàn bộ tất cả hoa lừa dối thì phòng ấn sẽ được mở ha. Ok, tiếp tục với cục số 42 nha mọi người. Số 43 nha mọi người. Mình sẽ chỉ cho các bạn hướng vào. Rồi, bây giờ là vị trí của cục thứ 44 ha. Ok, cục số 45 nào mọi người ơi. Tiếp là cục thứ 46, chúng ta quay trở lại để kiểm chuyện này dùng vật ha.
Rồi, cục số 47 nè mọi người. Vẫn là đêm dịch chuyển đó. Ok, tiếp theo là cục thứ 48 ha. Bạn di chuyển ra điểm này giúp mình nào. Ok, tiếp theo là cục số 49 nhé mọi người. Thứ 50 nào mọi người ơi. Điều chuyển thời điểm này nhé. Rồi, cục thứ 51 nha mọi người. Chỉ có những chỗ nào mà mình phải giải tự vật á thì mình mới nhân 2 tốc độ ha. Còn không thì mình cứ để tốc độ cơ bản như vậy để mọi người đi theo cho nó dễ ha. Ok, cục thứ 52 nha mọi người.
chúng ta đến với cục 53 nha. Bắt đầu từ vị trí đó rồi mình vẫn tiếp tục đi ha. Sáu nè mọi người. Ok, tiếp theo là cục thứ 57. Rồi, cục thứ 58 nhé mọi người. Đến với cục thứ 59 ạ.
theo là tập thứ 60. Tiếp là 61 nha. Cộng từ 63 nha mọi người. Ta có một cái tự vật ha, sau khi giải tự vật xong thì thành tổng nó sẽ nằm cái cục đá đó để
trước là chúng ta phải giải cái tượng vật cái này. Ok, cục thứ 64 nha mọi người. Rồi, tiếp theo là cục thứ 65 nè. Sau khi xong cục thứ 65 thì chúng ta 66 ha. Ở đây chúng ta lại tiếp tục có một cái tượng vật và nhiệm vụ chúng ta sẽ phải giải tượng vật đó. Mình sẽ skip cái đoạn này ha. Ok, chúng ta đến với cục thứ 67. Rồi, cục thứ 68 nha mọi người. Thank you.
Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cục thứ 69. Cục thứ 70 nha mọi người. Cục thứ 70 nha. Ok, cục thứ 71 nè. Thứ 72 nha mọi người. Bây giờ là cục thứ 73 nè. Rồi, dưới này
chúng ta lại vào thêm một cái tử vực nữa, vẫn như cũ ha. Chúng ta sẽ giải xong cái tử vực và sau đó chúng ta có thể lấy được viên thảo thần đồng đó ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cục thứ 74 mọi người ạ. Cục 75 nào mọi người ơi. Ok, bây giờ chúng ta đến với cục thứ 76 ha. Rồi, bây giờ là cục thứ 77. Ok, chúng ta đến với cục thứ 78 nha mọi người.
đến cục thứ 79 thì chúng ta sẽ phải mở khóa điểm dịch chuyển dưới nước rồi ha. Thì mình đã có một cái video mở khóa điểm dịch chuyển dưới nước rồi á, các bạn có thể theo dõi ha. Mình sẽ đính kèm ở dưới phần comment. Ok, tiếp theo là cục thứ 80 nè mọi người. Rồi, bây giờ là cục thứ 81 nha mọi người. Vật tới này hình như là một cái tử vật hay sao á, thì các bạn cũng làm như cũ thôi, cứ việc giải xong tử vật thì tử khắc đồng tử xuất hiện ha, sẽ nằm trên cái hòn đá bình thường của mình hay giải á. Ok, tiếp theo là cục thứ 82 nha mọi người. Ok, giờ là cục thứ 83 nào.
Ok, cũng từ 8.4 là vậy. Ok, cùng thử 86 nhé mọi người. Thank you.
chúng ta đến với cổng thứ 87 nha mọi người. Ok, chúng ta đến với cổng thứ 88 nào mọi người. Nào mọi người. Ok, cổng thứ 90 nào mọi người ơi. Thank you.
cục thứ 92 nha mọi người ơi. Ok, cục thứ 93 nha mọi người. Ok, cục thứ 96 nha mọi người. Rồi, xong cục 96, chúng ta qua cục thứ 97 nha. We'll be right back.
chúng ta đến với tập thứ 98 nè. Ta đến với cục thứ 100 nha. Ok, cục thứ 102 nhá.
ta nào mọi người ơi.
theo 105. Ok, 107. Mọi người.
Và cuối cùng, đây là cục thứ 110. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 110 cục của phiên bản 3.0 rồi ha. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay hoặc là bổ ích giúp ích cho các bạn thì hãy để cho mình một like, một subscribe và bình luận để xem thử là mình có thể khắc phục được điểm yếu nào không ha. Và phiên bản 3.1 cũng sắp đến rồi. Nếu như phiên bản 3.1 tiếp tục có Thảo Thần Đồng thì mình sẽ tiếp tục làm video này để phục vụ các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.